Xin chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 15 giờ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sáng nay ngày 24 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ và các phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì nghe đại diện các cơ quan có liên quan báo cáo về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 Đồng thời, Quốc hội cũng nhất trí cao bổ sung thêm nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch vào bản thảo tại nghị trường. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã giao chính phủ và các bộ ngành liên quan phối hợp với Ủy ban xã hội báo cáo việc chuẩn bị các nội dung liên quan điều chỉnh nội dung kỳ họp thứ nhất để bổ sung nội dung phòng chống dịch Covid-19. Tại hội trường Quốc hội sáng ngày 24 tháng 7, có 474 trên 474 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành bổ sung nội dung liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 vào bàn thảo. Quốc hội cũng thống nhất sẽ quyết nghị các giải pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất nhằm cho phép chính phủ, thủ tướng chính phủ được thực hiện các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trong điều kiện hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là trình tự theo thể thức rất đặc biệt, nên chúng ta cũng cần phải có cách thức rất đặc biệt. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm soát di biến động dân cư. Ngay trong đêm 23 tháng 7, huyện Hấn Quảng đã chủ động tổ chức đưa người từ vùng dịch về đi cách ly tập trung tại các khu cách ly của huyện và các xã thị trấn. Đến 0 giờ 30 phút sáng nay ngày 24 tháng 7, các xã thị trấn trên toàn huyện đã cơ bản đưa số người trong diện phải cách ly tập trung vào các khu cách ly với gần 400 người. Huyện Hỡn Quản cũng đã chỉ đạo đối với các xã thị trấn Thanh Bình, Đồng Nơ, Tân Quan, Tân Khai thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện. Các xã còn lại tổ chức thực hiện cách ly tập trung theo phương châm người xã nào cách ly tập trung tại xã đó và bốn tại chỗ nhằm đảm bảo tốt phục vụ người dân trong suốt thời gian cách ly. Mặc dù thời gian chuẩn bị khá gấp rút, nhưng các xã đã hăng hái chủ động cấp tập chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng của địa phương để đón người về thực hiện cách ly. Sáng nay ngày 24 tháng 7, Bình Phước tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 và mũi 1 đợt 3 cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của chính phủ. Tại điểm tiêm vaccine Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho thấy chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước ngày hôm qua đã tiến hành tiêm 457 mũi cho cán bộ nhân viên y tế và các trường hợp thuộc đối tượng tham gia phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay, khoảng 450 người sẽ được tiêm mũi 2 và mũi 1 đợt 3. Trước khi vào tiêm, người tiêm được đo thân nhiệt, kiểm tra huyết áp, khám sàng lọc. Người được tiêm sẽ ở lại theo dõi sức khỏe 30 phút và được theo dõi các phản ứng sau tiêm qua áp sổ sức khỏe điện tử. Tính đến 10 giờ sáng nay, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước chưa ghi nhận trường hợp người tiêm phản ứng nặng sau tiêm vaccine. Dự kiến từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7, toàn tỉnh sẽ có 17.144 cán bộ nhân viên y tế sẽ được tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 11 trung tâm y tế huyện thị xã thành phố và bệnh xá công an tỉnh, trong đó tiêm mũi 2 cho 12.834 người và mũi 1 cho 4.310 người. Thưa quý vị, nhằm bảo đảm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong nước, báo chí đối ngoại bám sát, chú trọng thông tin tuyên truyền về mục tiêu phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cơ quan báo chí tác nghiệp tại vùng dịch đúng quy định, không gây phân tâm cho các cơ quan tuyến đầu đang phải ưu tiên cho nhiệm vụ chống dịch xử lý kỷ luật nghiêm đối với trường hợp cán bộ phóng viên của cơ quan báo chí không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin và các quy định về phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi thông tin sai sự thật trên báo chí, trên không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay 19 tỉnh thành phía Nam đã phân bổ tổng cộng hơn 4,8 triệu liều vaccine COVID-19. Theo đó, tính đến ngày 22 tháng 7, các tỉnh thành phía Nam đã tiêm được 1,8 triệu liều, đạt gần 38%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp hơn 2,3 triệu liều vaccine, hiện tiêm trên 1 triệu liều, đạt 44%. Số lượng vaccine này được phân bổ trong 5 đợt. Riêng đợt 4 và 5, khi dịch bệnh bùng phát, thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên phân bổ số lượng lớn vaccine, lần lượt là hơn 830.000 liều và 930.000 liều. Đến nay, cả nước đã tiêm được 4,4 triệu liều vaccine. Thưa quý vị, thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày hôm nay trên phạm vi toàn thành phố, Hà Nội đã yêu cầu dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô, đường thủy, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng, vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Công tác vận tải hàng hóa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, vận tải hàng hóa thiết yếu được ưu tiên luồng xanh vào thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tổ chức lại hoạt động vận tải đảm bảo yêu cầu tại chỉ thị này. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 7, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến DH507 thuộc địa phận xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú đã đón nhận những món quà đầy yêu thương của nhóm thiện nguyện sinh sống trên địa bàn thành phố nhằm động viên tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhóm thiện nguyện đã tặng 34 thùng sữa tươi và đồ uống cho y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, nơi đang điều trị cho 22 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Những thành viên của nhóm thiện nguyện này cũng đã đến thăm động viên chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến DH507 thuộc địa phận xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài đồng thời trao tặng chốt các thùng sữa do nhóm vận động và quyền góp. Thời gian qua, đây là nhóm thiện nguyện tổ chức được nhiều đợt vận động tặng quà là lương thực thực phẩm tiết yếu cho các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng trị giá quà tặng lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhằm giúp bà con địa phương nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với bớt phần khó khăn trong cuộc sống vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Sáng nay 24 tháng 7, Công an xã An Khương, huyện Hấn Quản đã vận động các mạnh thường quân tặng 35 phần quà là nhu yếu phẩm cho bà con trong xã. Nhằm giúp bà con địa phương nghèo đồng bào dân tộc thiểu số với bớt phần khó khăn trong cuộc sống vì ảnh hưởng dịch bệnh, sáng nay 24 tháng 7, Công an xã An Khương, huyện Hấn Quản đã vận động các mạnh thường quân tặng 35 phần quà là nhu yếu phẩm cho bà con trong xã. Mỗi phần quà trao cho bà con gồm gạo, mì, đường, bột ngọt. Qua buổi tặng quà này, lực lượng công an xã cũng vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ để giúp được bà con có hoàn cảnh khó khăn của địa phương được nhiều hơn trong thời gian tới. Lực lượng công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với các hội đoàn thể vận động các nguồn lực để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Thưa quý vị, như vậy theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, tính đến 6 giờ 40 phút sáng nay, ngày 24 tháng 7, đã xuất hiện thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2. Các ca này đều đã được cách ly trước đó. Cụ thể, Đồng Phú 4 ca tại ấp 9 xã Tân Lập, trong đó có 1 ca là F1 của bệnh nhân 62882, 3 ca là F1 của ca 132 và 133 công bố ngày 23 tháng 7, Phước Long 1 ca ở khu phố 1, phường Phước Bình là F1 của bệnh nhân 62889, Lộc Ninh 1 ca ở Sóc Run, xã Lộc Phú về từ Bình Dương ngày 18 tháng 7. Như vậy tính đến 6 giờ sáng nay, Bình Phước hiện có 141 ca, trong đó Đồng Phú 26 ca Trơn Thành 24 ca, Đồng Xoài 17 ca, Phước Long 17 ca, Bù Gia Mập 17 ca, Bù Đăng 16 ca, Lộc Ninh 11 ca, Bình Long 5 ca, Hớn Quản 4 ca, Bù Đốp 4 ca. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin 15 giờ của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.